lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 7 ngày 11 tháng 7 năm 2020 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, quý nhân lục hợp nâng đỡ cho người tuổi Tuất trong thứ 7 này nên vận trình trong ngày khởi sắc không ngừng. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng lịch ngày tốt theo dõi ngày sau đây nhé! Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay, Mão Tý tương hình gây ra cho người tuổi Tý những cảm xúc tiêu cực, khiến cho bản mệnh không đủ bình tĩnh và sáng suốt khi đối diện với chuyện tình cảm. Chỉ một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến cho bản mệnh bùng nổ vì ghen tuông mù quáng. Sự mất bình tĩnh có thể khiến cho bạn có những hành động và lời nói đi quá giới hạn, làm tổn thương đến đối phương mà bình thường bạn sẽ không bao giờ làm như vậy. Cả giận mất khôn chính là như thế, hãy tạo cho mình thói quen giữ bình tĩnh trong mọi chuyện nhé! Bù lại, thiên ấn đang tạo cơ hội cho con giáp này thể hiện năng lực của mình nhiều hơn trong công việc. Bạn vẫn là người được đánh giá cao ở vị trí hiện tại, song những chú chuột cần phải nỗ lực để đạt được nhiều bước đột phá mới thay vì hài lòng với những gì mình đang có. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim có cảm xúc tiêu cực, không đủ bình tĩnh đối mặt với tình cảm. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy dễ bùng nổ vì cơn ghen tuông mù quáng. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa dễ có hành động và lời nói đi quá giới hạn. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ đừng để cả giận mất khôn mà tổn thương người mình thương. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc có cơ hội thể hiện năng lực nhưng vẫn cần cố gắng hơn nữa. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày, thiên tài xuất hiện trong hôm nay chính là cát thần giúp cho người tuổi Sửu gặp may mắn trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Đặc biệt là với những người làm ăn buôn bán sẽ có một ngày kinh doanh phát tài, tiền bạc thu về là nguồn lợi nhuận khổng lồ. Được quý nhân tương trợ, bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy, tạo dựng cho mình những mối quan hệ tốt, làm nền tảng cho phát triển sau này. Tuy nhiên, mộc thổ xung khắc, bạn và người ấy trong ngày thứ 7 này có phần chán nản và mệt mỏi vì chiến tranh lạnh, chuyện tình cảm rơi vào khoảng lặng. Không ai chịu là người xuống nước trước để phá vỡ sự căng thẳng hiện tại bởi cái tôi của cả hai quá cao. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim gặp may mắn trên con đường tìm kiếm tài lộc. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, người làm ăn buôn bán có một ngày kinh doanh phát tài. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp làm nền tảng cho sau này. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, có nhiều cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, mệt mỏi vì chiến tranh lạnh. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường đỏ, xanh dương, quý nhân phù trợ, Tuất, Tý. Tử vi tuổi Dần. Tử vi 12 con giáp nhận thấy người tuổi Dần được tam hội quý nhân trợ mệnh nên đường tình duyên càng ngày càng vượng sắc. Bản mệnh nếu còn độc thân sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương dành riêng cho mình, còn người đã có đôi thì sẽ tính đến chuyện về chung một nhà. Trái ngược với niềm vui trong chuyện tình cảm, đường tài lộc của con giáp này không gặp may mắn cho lắm. Kiếp tài xuất hiện và cướp đi vận may tiền bạc khiến cho con giáp này rơi vào tình trạng luống cuống. Việc kinh doanh đang tốt đẹp bỗng nhiên trở nên lụi bại, hàng hóa dồn ứ khó lưu thông. Ngoài ra, bạn còn phải lưu ý đề phòng bị kẻ xấu hãm hại, lừa gạt tiền bạc mà chẳng hề hay biết nếu cứ cả tin, đặt lòng tin không đúng chỗ. Bản mệnh nếu không sớm tỉnh ngộ thì sẽ chẳng thể nào vớt vát được gì nữa đâu. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, tinh duyên vượng sắc, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, người độc thân sớm tìm được một nửa yêu thương. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, đường tài lộc ảm đạm, thiếu may mắn. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, việc kinh doanh gặp trục trặc, hoàng hóa dồn ứ. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, đề phòng kẻ xấu hãm hại, lừa gạt tiền bạc. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mão, xem lịch ngày tốt, tỷ kiền nhập mệnh, công việc của người tuổi Mão đang tiến triển khá tốt. Kinh nghiệm sau nhiều năm tích lũy giúp bạn nắm được nhịp độ công việc và triển khai kế hoạch một cách nhịp nhàng.
Bên cạnh đó, bạn còn biết cách kết hợp với đồng nghiệp để tăng hiệu suất công việc. Tuy nhiên, có những thời điểm những chú mèo không tránh được thái độ chủ quan và lơ là. Nếu bạn không nhanh chóng sửa đổi thái độ làm việc của mình thì có thể chuyện vui không được lâu dài, đừng quá tự tin như vậy. Mộc khí vượng là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của bản mệnh trong ngày không được tốt cho lắm. Con giáp này dễ gặp vấn đề về gan, có thể thấy nóng trong người, dễ nổi mụn nhọt khắp người. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, công việc tiến triển tốt nhờ nắm được nhịp độ công việc. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, biết cách kết hợp nhịp nhàng với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, đôi khi tỏ thái độ chủ quan và lơ là, phó mặc cho người khác. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, cần nhanh chóng sửa đổi thái độ làm việc. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, sức khỏe có dấu hiệu sụt giảm. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, bạc, hồng, quý nhân phù trợ, dậu, hợi. Tử vi tuổi Thìn, xem tử vi phương đông, Mão Thìn tương hại gây ra nỗi buồn về chuyện tình cảm cho con giáp tuổi Thìn. Bạn mong muốn nhận được sự ủng hộ của nửa kia chứ không phải là những lời nghi ngờ hay dè bỉu. Dường như người ấy đã thay đổi rất nhiều, điều này khiến bạn buồn phiền vô cùng. Cũng may, trong ngày vẫn có tin vui, đó là điềm báo về tài lộc. Chính tài ở bên đảm bảo cho con giáp này có được thu nhập ổn định. Công việc hoàn thành tốt cũng chính là điểm cộng cho những chú rồng. Trong ngày này, vị trí của tài thần ở hướng chính đông, phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay giã bột và cửa phòng thai phụ. Do đó, bạn không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động đến thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, phải đối mặt với nỗi buồn về chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, không nhận được sự ủng hộ từ nửa kia. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, buồn phiền trước những thay đổi của đối phương. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, tài lộc khởi sắc, thu nhập ổn định. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, công việc tiến triển tốt, hoàn thành đúng kế hoạch. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Tuất, Sửu. Tử vi tuổi Tỵ, xem lịch vạn niên thứ bảy này thường quá xuất hiện là lời cảnh báo nhắc nhở người tuổi Tỵ nên cố gắng học cách kiểm soát những cảm xúc của mình. Điều đó hết sức quan trọng trong ngày hôm nay, nhất là với những người làm việc trong môi trường nhiều sức ép, áp lực. Đừng vì lỡ lời quá đáng với một ai đó mà chặn đứng tiền đồ của mình. Mộc sinh hỏa, chuyện tình cảm của người độc thân sẽ có những dấu hiệu đáng mừng. Bạn mong muốn yêu và được yêu đã từ rất lâu, nên khi có cơ hội đến, bạn quyết định phải nắm bắt thật nhanh, không để hạnh phúc vụt khỏi tay nữa. Hiểu lầm của các cặp đôi cũng nhanh chóng được tháo gỡ, càng lúc hai bạn lại càng thêm trân trọng nhau hơn nên cả hai chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của nhau. Trong ngày này, có người còn lên kế hoạch ra mắt hai bên gia đình, lên lịch cưới hỏi cũng rất thuận lợi. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, nên học cách kiểm soát những cảm xúc của bản thân. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, đừng vì lỡ lời ở môi trường làm việc mà ảnh hưởng đến tiền đồ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, chuyện tình cảm của người độc thân có dấu hiệu đáng mừng. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, hiểu lầm giữa các cặp đôi được tháo gỡ. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, đôi lứa có thể lên kế hoạch ra mắt hai bên gia đình. Con số may mắn 7, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, cam, hồng, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão. Tử vi tuổi Ngọ, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Mão Ngọ tương phá, đường tình yêu của người tuổi Ngọ không được lý tưởng cho lắm. Mâu thuẫn vốn tiềm ẩn từ trước đó chỉ là hai bạn lờ đi mà thôi. Nay gặp thời cơ bùng phát khiến cho cả hai đều thấy mệt mỏi, căng thẳng. Thời điểm này, các cặp đôi tuổi Ngựa cần đề phòng kẻ thứ ba xuất hiện, chen chân vào mối quan hệ tình cảm của mình. Đừng để những lần giận dỗi, hiểu lầm trở thành cơ hội để người khác phá hoại hạnh phúc mình đang có. Thực thần lại mang niềm vui đến cho người tuổi Ngọ khi tiền bạc không ngừng đổ về nhà. Con giáp này làm ăn thuận lợi, khách hàng niềm lượt tới mà các đơn hàng cũng về tới tấp, bận rộn không ngơi tay. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, đường tình duyên không được lý tưởng do mâu thuẫn tiềm ẩn. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, xích mích tình cảm bùng nổ khiến cả hai đều mệt mỏi.
Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, đề phòng kẻ thứ ba xuất hiện, chen chân vào quan hệ tình cảm. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, đừng để hiểu lầm trở thành cơ hội để người khác phá hoại tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, tiền bạc đổ về âm âm, khách hàng nườm nượp. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường đen, vàng, quý nhân phù trợ, thìn, thân. Tử vi tuổi Mùi, xem bói tử vi, tam hợp ghé thăm mang tới cho người tuổi Mùi vận đào hoa rực rỡ. Người được thân mau chóng tận dụng tối đa lợi thế của bản thân. Đối với những người đã có gia đình, đây là ngày thích hợp để chia sẻ những cảm xúc và nên nhớ điều này có thể đòi hỏi ở bạn sự nhẫn nại nhiều hơn. Thiên tài ghé thăm, tài lộc cho người tuổi Thân có khởi sắc rõ rệt, thậm chí có người nhận được thưởng nóng hay có khoản tiền lớn bất ngờ từ trúng số. Tiền bạc đến bất ngờ, nhưng nếu không sớm có kế hoạch quản lý tài chính thích hợp, bạn sẽ để tài lộc thất thoát rất nhanh. Nhân cơ hội phát tài nhanh, đang may mắn thì không nên hưởng thụ mà hãy chăm chỉ làm ăn hơn để có của ăn của đẻ. Nhất định là không nên bà hoa, nếu không sẽ có kẻ xấu ghen tị mà tìm cách hãm hại đấy. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, vận đào hoa rực rỡ, người độc thân có cơ hội thể hiện. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, người đã có gia đình có cơ hội hâm nóng tình cảm, chia sẻ cảm xúc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, tài lộc có khởi sắc rõ rệt, có thể nhận được khoản tiền lớn bất ngờ. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, tiền bạc đến nhanh nhưng cần sớm có kế hoạch quản lý tài chính. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, cần cố gắng hơn nữa để duy trì tài lộc hiện tại. Con số may mắn 2, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường đen, hồng, quý nhân phù trợ, dần, ngọ. Tử vi tuổi Thân, xem tử vi thứ bảy, người tuổi Thân gặp được chính quan nên khá thuận lợi trong công việc, nhất là những ai đang theo nghiệp học hành dễ có kết quả như ý. Cuối cùng thì nỗ lực của bạn cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy trân trọng khoảnh khắc này và xem đó là nền đạp tốt để bạn có thể tiến xa hơn. Hôm nay, người làm công ăn lương còn được cấp trên đánh giá cao bởi tài năng và cả tinh thần làm việc trách nhiệm cao của mình. Những việc đã nhận thì bạn sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng mong đợi của người đã trao cho mình cơ hội. Kim khắc mộc còn là dấu hiệu không tốt cho chuyện tình cảm của con giáp này. Vì nóng này, để tình cảm lấn át lý trí, bản mệnh có thể sẽ hiểu lầm người ấy, hiểu sai những hành động của đối phương, khiến cho mối quan hệ rơi vào bế tắc. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, công việc thuận lợi, việc học hành đạt kết quả như ý muốn. Tử vi tuổi Bính Thân, hỏa, nỗ lực bền bỉ, được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, người làm công ăn lương, được cấp trên đánh giá cao. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, thể hiện tinh thần trách nhiệm với những nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, tình cảm trục trặc vì hiểu lầm, thiếu tin tưởng. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, thân, tị. Tử vi tuổi Dậu, xem tử vi hàng ngày, Mão Dậu tương xung sẽ chẳng phải là điềm lành đối với người tuổi Dậu trong ngày hôm nay. Sẽ có biến động trong chuyện tình cảm của con giáp này. Bản mệnh nếu không kiềm chế cảm xúc sẽ khiến cho đối phương chịu nhiều tổn thương. Bản mệnh cần phải điều chỉnh cảm xúc của mình tốt hơn trong ngày hôm nay. Đừng lúc nào cũng đưa ra yêu cầu này nọ rồi bắt người ấy phải nghe theo. Tình cảm cần sự công bằng và tôn trọng từ cả hai phía. Không ai có nghĩa vụ phải phục tùng ai cả. Lại thêm họa do thiên quan giáng xuống, vận trình công danh của con giáp này có thể bị tổn hại ít nhiều bởi những lời đồn đoán thị phi do kẻ tiểu nhân đơm đặt. Bản mệnh không giỏi ăn nói, không khéo léo trong giao tiếp xã giao nên càng dễ bị kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, tình cảm nhiều biến động, có thể gây tổn thương cho người thương. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, cần phải học cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, tình cảm cần sự công bằng từ cả hai phía mới có thể bền vững lâu dài. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, vận trình công danh bị tổn hại do có lời đồn đoán thị phi. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, dễ vấp phải những rắc rối do kẻ tiểu nhân giăng bẫy. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, can, trắng, quý nhân phù trợ, mùi,
Tỵ. Tử vi tuổi Tuất. Xem tử vi thứ 7 ngày 11 tháng 7 năm 2020 của 12 con giáp. Quý nhân lục hợp nâng đỡ cho người tuổi Tuất nên vận trình trong ngày khởi sắc không ngừng. Chuyện hợp tác làm ăn tốt đẹp mà lại cho con giáp này khoản lợi nhuận không nhỏ, vượt ngoài dự kiến ban đầu của bản mệnh. Thêm nữa, trong công việc, người tuổi Tuất cũng đạt được những bước tiến rõ rệt, chuyện thăng quan tiến chức không phải là việc gì quá xa xôi. Con giáp này biết cách lợi dụng những thế mạnh của mình để giúp cho công việc trở nên suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, thổ mộc tương xung, con giáp này lại dễ gặp phải rắc rối trong chuyện tình cảm. Bản mệnh và người ấy có những hiểu lầm do hai người không có nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc cho nhau. Đôi bên quá bận rộn với công việc của mình nên để cho tình cảm dần bị nguội lạnh. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hòa, hợp tác làm ăn tốt đẹp mà lại lợi nhuận vượt ngoài dự kiến. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ, công việc đạt được những bước phát triển bất ngờ. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, tình cảm rắc rối do hiểu lầm và thiếu sự quan tâm. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, biết cách lợi dụng thế mạnh của bản thân để công việc được thêm phần suôn sẻ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, tình yêu khó duy trì ngọn lửa nồng nhiệt ban đầu. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường nâu, cam. Quý nhân phù trợ Tuất, Dậu. Tử vi tuổi Hợi. Tử vi hàng ngày nhận thấy cục diện tam hợp giúp cho đường tình duyên của người tuổi Hợi thêm phần thám sắc trong ngày thứ 7 này. Những mâu thuẫn giữa các cặp đôi không còn nghiêm trọng nữa, mà bạn và người ấy cùng chung tay để tháo gỡ mâu thuẫn, giúp cho tình yêu thêm nồng nàn. Trinh ấn bảo trợ cho con giáp này rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Bạn tìm được tình yêu và động lực làm việc của mình, không để cho những khó khăn trước mắt ngăn cản mình tiến đến thành công. Lại vốn là người hoạt bát và hướng ngoại, nên bạn nhanh chóng chiếm được cảm tình từ bạn bè và những người xung quanh. Thế mạnh trong việc kết giao này còn giúp bạn nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ từ các quý nhân nữa. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa, tình duyên thảm sắc, mâu thuẫn được tháo gỡ. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, các cặp đôi chung tay hóa giải hiểu lầm và vun vén tình cảm. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, tinh thần làm việc phơi phới, giúp mọi thứ tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, không để khó khăn trước mắt ngăn cản bước tiến đến thành công. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, khéo léo kết giao nên nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ quý nhân. Con số may mắn 1, 4, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ Tí, Sửu, Mùi. Đánh giá tử vi thứ 7 ngày 11 tháng 7 năm 2020 của 12 con giáp. Con giáp nào sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay? Đó sẽ là con giáp tuổi Mùi và tuổi Hợi. Tuổi nào dễ gặp xui xẻo trong ngày nay? Đó có thể là con giáp tuổi Dậu và con giáp tuổi Mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.